chị cô chú, hôm nay đây là mẫu chương trình tổng hợp những cái mẫu máy mài bán chạy nhất hiện tại bây giờ tại máy xây dựng Hồng Nhiên của anh chị. Ở đâu cũng vậy, hầu như là những cái mẫu máy này trung bình một cái máy này tầm ký rưỡi, ký sáu tầm đó thôi quý anh chị. Có Makita đời này khoảng ký 7 thì là nặng nhất đó ha. Đó, nó nhỏ nhưng mà rất là nặng. Còn đây là những cái mẫu trung bình để quý anh chị xài giờ từ 590, 690, 700 mấy rồi á. Đại khái là vậy. Thì cái phân khúc này tất cả đây là nó bảo hành, hầu như bảo hành cho quý anh chị 6 tháng đến 1 năm. Giống như là Deadtone này, cái đời AG900B này công suất là 900W, đời công nghiệp của Deadtone luôn. Thì công tắc sau đuôi. Đây là mặt đạn NHK quý anh chị, mẫu cải tiến. Thì những này nó chạy đá 1 tấc, đá 100mm á. Nó có hai model, AG900S là công tắc trượt như thế này ha, AG900B là công tắc sau đuôi vậy. Đó, quý anh chị này, nhìn diện mạo hai này thì hoàn toàn giống nhau. Đó, nó chỉ nặng hơn ký rưỡi thôi ha, hơn ký rưỡi xíu. Đó, thì quý anh chị thấy không, nhỏ gọn, thân nhỏ, cầm cho nó gọn như thế này nè. Giá nó 590.000 một cái, bảo hành 6 tháng. Tất nhiên hộp mới thì nó sẽ có bảo vệ tay nắm, khóa mở và cặp tang sơ cua kèm theo con máy Deadtone như thế này. Quý anh chị ha, hai mẫu máy mài trượt hoặc là đuôi ha, quý anh chị cứ nói công tắc trượt là AG900S, công tắc đuôi là AG900B là ok, giá đồng loạt bằng nhau 590.000 một cái quý anh chị ha. Thân nhỏ gọn, khoảng ký rưỡi thôi, ký rưỡi mấy chục gram thôi. Tiếp tới là một cái cặp máy mài mà nhưng cho rằng là nó có một cái màu quý anh chị, cái màu nó đẹp. Đúng là cái mẫu máy mài Caret này, cái màu rất là đẹp. 710W công suất ha. Thương hiệu thì nó là đến từ Đức quý anh chị, cũng thân nhỏ gọn. 710W quý anh chị nhìn cái thân nó nhỏ gọn nè ha. Một cặp công tắc trượt và công tắc đuôi để quý anh chị mình dễ khi mình muốn đuôi cũng có, muốn trượt cũng có. Nhìn cái mẫu nó đẹp bá cháy ha. Nhìn cái màu nó Caret đóng dập nổi, nhìn rất là đã. Công tắc trượt thì đè dưới đẩy lên quý anh chị. Đây, thử cho quý anh chị coi một cái mẫu công tắc trượt. Thì mấy cái này nó cũng chỉ nặng tầm chưa được ký 6, gần ký 6 ha. Nhỏ gọn, đây, trượt đè dưới đẩy lên. Đó, như thế này. Về thiết kế, về công suất thì 710W quý anh chị. KU699B là công tắc sau đuôi. KU699 là công tắc trượt bên hông ha. Đó, thì hai cái mẫu máy này giá nó là 690.000. Đây là phân khúc bán rất chạy, do đây là thương hiệu của Đức. Tốc độ nó hằng nào thì cũng tầm khoảng 12.000 vòng, 11 đến 12, giống như này là hàng này là 12.000 vòng quý anh chị. Nhưng mà cũng có khóa mở, bảo vệ. Và cái hàng này thì nó có tay nắm không vậy? Có tay nắm quý anh chị, nó có tay nắm đầy đủ luôn. Thì cái mẫu này á, thì quý anh chị thấy rằng nó không tặng theo cặp thang nha. Đó, cái mẫu Caret này là thương hiệu đến từ Đức, những thương hiệu lớn này nó không có tặng cặp thang này quý anh chị. Đó, nó giống như là những cái sản phẩm Makita rồi vậy đó, không có tặng thang. Thì thân nhỏ gọn, đây là những cái phân khúc cho quý anh chị lựa chọn. Hầu như nhiên lựa những cái thân nhỏ nó phù hợp với người châu Á mình đó, thì quý anh chị chọn những này. Bảo hành cũng 6 tháng, công ty Welcome nhập khẩu ha. Đó, hai này, bốn này là quý anh chị thấy 590, 690. Nhưng mà quý anh chị mua Caret hai máy mài này, quý anh chị được tặng một viên đá mài và ba viên đá cắt ha, tặng kèm theo. Đây là cái chương trình khuyến mãi của Caret quý anh chị. Đó, còn những cái sản phẩm khác thì nó không có, Deadtone hay là Boss này nó không có nè. Rồi, ở đây là hai cái phân khúc dễ mua nữa của bên bên thằng Boss quý anh chị. Ví dụ như quý anh chị muốn mua Boss, đôi khi nhiều người thích nghe thương hiệu Boss nghe cũng khoái ha. À, nghe thương hiệu Boss nè, đó, chạy rất là êm. Boss RWS060 thì sản phẩm này bảo hành 6 tháng quý anh chị, công suất máy là 670W. Đây là tem chống hàng giả. Boss thì luôn luôn không có làm cho người tiêu dùng thất vọng ha. Nhìn mẫu máy nó đẹp, tiếng máy chạy êm. Thấy không? Rất là ok, ngon á. À, thì thằng này nó cũng chỉ nặng tầm khoảng ký rưỡi thôi quý anh chị, không có hơn ha, cũng gọn nhẹ. Đó, dòng tông tắc trượt bên hông, nút đặc biệt, nút của Boss chả bao giờ hư. Máy này chỗ này rất là hay ha. Nút Boss rất là bền. Đó, giá của con này là 850.000 quý anh chị ha. 850.000 cho con Boss 060. Đó, thì điện 220 tất cả là vậy, 670W. Tốc độ của con này chạy là tốc độ để nhìn coi coi, nó chạy 12.000 vòng. Nói chung xem giống nhau ha. Rồi, có một con Boss nữa mà thân nhỏ thì quý anh chị mình cần quan tâm nè. Con này cũng là một cái lựa chọn cho quý anh chị, là con Boss 750-100. GWS 750-100 thì này quý anh chị thấy một điều là nó đóng cái chữ Heavy Duty, tức là dòng công nghiệp của Boss.
nên nó sẽ bảo hành được 1 năm. Cứ quý anh chị thấy sản phẩm của Boss trên này có hai tem, quý anh chị thấy không? Ở đây nó không có đóng chữ Heavy Duty đỏ đỏ này thì nó không có bảo hành được lâu. Nhưng mà nào có đóng cái chữ này lên nó sẽ bảo hành cho quý anh chị được 1 năm. Đây. Thân nhỏ gọn, mạnh mẽ. Có một điều rất là đặc biệt, thuyền này nó chỉ nặng khoảng tầm 1,4 kg quý anh chị, 1,4 kg mấy à, chưa không có hơn ha. Đó, tính ra nó nhẹ hơn mấy thằng này luôn á. Nhìn nó đơn giản, nó gọn nhẹ như thế này. Đầu nè, nắp nhôm. Đó, nút thì nút mấy nút Boss này kiểu này nó rất là bền. Đó, thích nhất là mấy mẫu này nút nó bền. Thì sản phẩm này lắp ráp tại Trung Quốc quý anh chị. Những cái sản phẩm này tất cả nãy giờ nhưng đưa quý anh chị coi 6 cái sản phẩm nãy giờ là tất cả đều lắp ráp Trung Quốc. Cho dù là Boss thương hiệu của Đức rất là lớn nhưng vẫn lắp ráp Trung Quốc ha. Thằng này là 750W nè, đá một tấc. Tốc độ của máy này là 11.000 vòng. Bắt đầu công suất lớn thì nó sẽ giảm vòng tua tí xíu quý anh chị. Đó, cho nó phù hợp ha. Có khóa mở, có tay nắm và có bảo vệ. Nhưng mà cái máy này thì không có tay nắm quý anh chị. Máy này không có tay nắm nha. Máy Boss 060 là không có tay nắm. Còn này có tay nắm nè. Đó, mới full thùng nó sẽ có tay nắm, bảo hành 1 năm. 750W nè. Giá của con này là 1.050.000 quý anh chị. Giá cũng dễ chịu. Thân nhỏ gọn nhưng mà giá có 1.050.000 ha, nó phù hợp. Rồi bắt đầu tới hai cái mẫu của Makita sản xuất tại Thái Lan, một con tắt đuôi và một con tắt trượt. Thì đây là những cái dòng phân khúc vừa phải, không quá cao của bên Makita. Makita nó có nhiều phân khúc quý anh chị. Đây là cái phân khúc quý anh chị nghe nó chạy nè. Đó. 720W, còn con này con tắt trượt cho quý anh chị nghe nó chạy luôn nè. Đó thì quý anh chị để ý nè. Cái phân khúc giá rẻ của bên Makita thì cái dây này nó sẽ nhỏ. Dây này nhỏ. Để ý điều này quý anh chị sẽ thấy à. Còn cái phân khúc giá cao của Makita cái dây này nó lớn. Quý anh chị thấy cọng dây không? Hai cọng dây không? Mập mỡm thấy không? À, nhìn vô là mình biết liền. Đơn giản. Quý anh chị đi mua hàng á, để cho nhiều đại ca comment nói tầm bậy là thấy cái máy kia 850W. Mà máy mày 720W mày bán còn mắc hơn người ta là nói tầm bậy. Tức là tùy theo cái phân khúc máy, không phải là công suất lớn là giá nó mắc đâu. Công suất lớn nhưng mà giá vẫn rẻ. Đó là cái điều khác biệt đó. Đó. Thấy không? Quý anh chị nghe nó chạy không? Đó thì nó sẽ có rất là nhiều model. Nhưng mà Nhiên đưa những cái model thông dụng cho quý anh chị mình coi thôi. Ví dụ như này nó có vụ này 9512 thì công suất là 720. Thì 9512 này á, giá của nó là 770.000 quý anh chị. Sản xuất Thái Lan, Made in Thái Lan. Tốc độ của này 11.000 vòng, đá cũng là 100mm. Đó, 720W nè. Giá là 770.000. Hoặc là quý anh chị xài con 9506, M9506 vẫn sản xuất Thái Lan. Thì con này là công tắc trượt, cũng 720W, giống nhau, mấy này giống nhau. Công tắc trượt này nếu so ra về thị trường, giá công tắc trượt này nó đắt hơn. Nhưng mà Hồng Nhiên vẫn tính cho quý anh chị bằng giá luôn cho nó dễ, 770.000. Còn nếu quý anh chị muốn mua lớn hơn thì mua cái đời 9509 và 9513 đó. Hai cái model nó công suất nó lớn hơn. Đó, thì nó mắc hơn này tí xíu vài chục ngàn quý anh chị. Đó. Thì quý anh chị mua cái cặp này, đó, cân nặng cũng khoảng ký 6. Đó, thì giá của nó là 770.000 cho sản phẩm Makita sản xuất Thái Lan. 9512 công tắc đuôi. 9506 là công tắc trượt. Đó. Còn bây giờ mình sẽ lấn vô cái dòng cao cấp của bên Makita, nhỏ nhất nhưng mà có sức nặng nhất, khoảng 1,7 kg, hơn 1,7 kg. Thì hai cái model này quý anh chị thấy là GA4031 là con tắt đuôi bên này và con 4030 là con tắt trượt như thế này. Hai cái này mẫu nhỏ gọn, thân nhỏ gọn, cũng sản xuất tại Thái Lan quý anh chị. Công suất máy cũng là 720W nhưng mà cái thân nhỏ nhưng mà có vỏ ha, nhỏ nhưng mà nó nặng. Thì máy này như cũng chỉ tính giảm giá cho quý anh chị thôi. Hầu như là mấy cái mẫu này chạy cái quý anh chị thích luôn à. Đây ở đây nhưng chạy thử quý anh chị thấy 1.080.000 cái nhưng mà Hồng Nhiên giảm giá cho quý anh chị xuống còn là 980.000. Đó, công tắc đuôi quý anh chị. Thấy không? Công tắc đuôi. Nhưng mà quý anh chị nghe nó chạy không? Cái máy này nó chạy nghe rất là đã. Mặc dù là con máy này cái thân nó nhỏ thôi, chạy nghe rất là đã. Nghe học phê không anh chị ha? Đó. Chạy nghe rất là phê. Đó, còn cái này nè. Này không bắt trượt nè. Nghe này nó không đã bằng. Quý anh chị nghe này nó không đã bằng đâu. Nè. Đó, còn này nè.
nha, mạnh mẽ nghe. Cùng là 720W quý anh chị, thân này bự hơn, thân này nhỏ hơn mà lại nặng hơn. Đó, mà giá này nhỏ mà lại mắc quý anh chị thấy không? 980.000 là giá khuyến mãi quý anh chị. Cái chương trình này nhưng sẽ chạy quý anh chị trong vòng một tuần lễ. Tại vì này nó mắc quý anh chị, này giá nó cao. Tại đây là những cái đơn hàng nhưng lấy từ hội nghị Makita về thì giá nó có giảm, chứ quý anh chị thấy những cái mặt hàng chính hãng đó nó không có lợi nhuận được cao. Đó, thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm nào ha, trong này nhưng đánh giá cao là hai con Makita ha, và con Boss 750-100. Còn nếu phân khúc thấp thì quý anh chị có thể lựa chọn Caret. Nếu quý anh chị muốn rẻ hơn tí xíu, lựa chọn Deston. Đây là những nói quý anh chị, thực sự mà nói, Hồng Nhiên bán hàng quý anh chị để ý coi. Tiền nào của nào, tiền thấp, chất lượng cỡ đó. Cao hơn tí xíu, chất lượng cỡ đó. Quý anh chị bỏ số tiền cao thì cái chất lượng mình nhận lại cái sản phẩm của mình là nó sẽ rất là phù hợp với cái nhu cầu của mình sử dụng quý anh chị. Cái quan trọng là mình cứ tính ra, quý anh chị cứ tính ra là cái phân khúc quý anh chị lựa chọn tầm nào. Đôi khi quý anh chị chỉ có 600.000, mình không có thể nào mình chọn được cái máy Makita 1 triệu cả. Thấy không? Đó, còn ai mà bán nó rẻ quá thì quý anh chị cứ coi lại ha. Đó rồi, thì quý anh chị có nhu cầu về sản phẩm cứ liên hệ Hồng Nhiên. Ví dụ như Caret, Nhiên có chương trình khuyến mãi tặng cái này kèm theo. Hay là Deston, giá thì rất là rẻ, giá cực kỳ dễ chịu, 590, con máy rất là đẹp, máy rất là ngon ha. Đó, bảo hành chính hãng 6 tháng. Makita cho dù mắc hay rẻ cũng chỉ bảo hành 6 tháng. Đó, còn ai nói bảo hành 1 năm là nói tầm bậy nữa. Không. Đó là quý anh chị thấy là Hồng Nhiên bán hãng nó bảo hành sao mình bảo hành y chang vậy. Có nhiều người mua một con Boss 060 vẫn nói rằng là bảo hành 1 năm, thì 1 năm thì người ta tự bảo hành, người ta bán mắc hay người ta bán hàng nhái gì đó em không có biết. Em chỉ bán hàng là đúng theo cái quy trình của hãng quý anh chị. Đó, còn nhưng mà em cái có lợi thế, bên em có nhân viên sửa chữa đàng hoàng, quý anh chị cần gấp có thể xử lý được. Những cái nào quá khó phải đưa về hãng ha. Rồi, thì quý anh chị có nhu cầu về bất cứ sản phẩm nào hay quý anh chị đã từng sử dụng sản phẩm nào rồi, có thể để lại comment bên dưới cho em. Ai là fan của bên nào có thể là comment bên dưới cho mình nhiên ha. Cảm ơn quý anh chị đã xem. Chúc quý anh chị sức khỏe. Bây giờ Hồng Nhiên xin chào. Hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Bye bye.